kem chống nắng sẽ là vị cứu tinh, bảo vệ làn da của bạn, là tấm khiên che chắn vững chắc, cản mọi tác nhân oxy hóa từ môi trường. Trên thị trường hiện nay, kem chống nắng hãng La Roche Posay là dòng sản phẩm đang được ưa chuộng nhất. Nhưng liệu dòng kem chống nắng này có nâng tôn không? Và trong bộ sưu tập kem chống nắng nhà La Roche Posay thì loại nào không mùi, không màu? Hãy cùng shop mình theo dõi video dưới đây để có câu trả lời cho các chị em nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Đa số các dòng kem chống nắng La Roche Posay đều là loại không nâng tông hoặc là nâng tông nhẹ. Nhưng nếu chị em muốn tìm dòng kem chống nắng La Roche Posay nâng tông thì vẫn có nhé. Đó là dòng sản phẩm La Roche Posay Uvidior XL BB Cream, dòng này vừa có tác dụng chống nắng với SPF 50+ PA+++ lại còn nâng tông có thể dùng như một kem phủ rất tiện lợi đấy nha. Chị em có thể tham khảo thử nhé. Nói đến các loại kem chống nắng La Roche Posay, không màu, không mùi, thì đầu tiên phải nhắc đến em kem chống nắng kiềm dầu La Roche-Posay, Anthelios XL Anti-Side Dry Touch Gel Cream, là sản phẩm được sự tin cậy và đánh giá cao với bảng thành phần không chứa hương liệu, chất tạo màu và tạo mùi. Mang đến một cảm giác vô cùng dễ chịu khi apply lên mặt. Ngoài ra, La Roche-Posay còn cho ra mắt nhiều loại kem chống nắng không màu, không mùi hiệu quả khác như là kem chống nắng La Roche-Posay, Anthelios Saka Fluid Invisible, kem chống nắng La Roche-Posay, Anthelios XL Anti-Imperfections. Đây là một số loại kem chống nắng không mùi cũng không màu nhà La Roche Posay. Chị em nên cân nhắc lựa chọn sản phẩm phù hợp với mình nhất nhé. Kem chống nắng La Roche Posay hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem chống nắng La Roche-Posay hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.